Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Chu Du. Kính mời các bạn đến với chuyên mục Chân tướng học và ứng dụng vào đời sống. Tiếp tục với chuỗi series chia sẻ kiến thức về nhân tướng, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn chủ đề mới. Chủ đề đó này nó hoàn toàn khác biệt so với những cái chủ đề trước đây mà mình đã từng làm, và mình cũng tin tưởng rằng đây là một cái chủ đề mà các bạn cũng chưa từng nghe qua. Và cái chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ đó chính là cái một người có cái mệnh sao lộc tồn thì họ có cái con đường công danh sự nghiệp cái tiền tài như thế nào, và nó tương ứng với trên lòng bàn tay của một người. Người đó có cái dấu hiệu như thế nào được gọi là một người có cái mệnh lộc tồn? Thì những người này thường là họ sống trong cái sự giàu sang, vinh hiển, phú quý. Và kính thưa các bạn, theo cái tử vi số mệnh á, thì cái sao lộc tồn còn được gọi một cái tên khác nữa, đó là cái sao thiên lộc. Nó chủ về cái lộc và trời ban, cái tước lộc vua ban. Nó chủ về cái sự may mắn, tài lộc, phúc thọ khi nó đóng tại bất kỳ nơi đâu, và đặc biệt là tại cung mệnh. Cái sao lộc tồn này á, nó có một cái nhược điểm, đó chính là nó hơi bị động. Tức là khi mà một người có cái sao lộc tồn thì cái lộc đó nó đến rất là bất ngờ. Nó không biết, chúng ta không biết được nó xuất hiện ở cái thời điểm nào. Có thể là ngay bây giờ, hoặc là ở một cái thời điểm nào đó mà chúng ta không nghĩ tới, nhưng mà đột nhiên nó tới, thì nó mới gọi là cái sao lộc tồn. Nó xuất hiện một cách rất là bất ngờ mà chúng ta không biết được, cho nên nó hơi bị động là ở cái chỗ đó. Và với cái bản chất là cái lộc trời ban như vậy, lộc vua ban như vậy, nên để bảo vệ khỏi những cái kẻ không chứng xứng đáng á, thì cái sao lộc tồn này nó luôn luôn có hai cái sát tinh nó đi theo, đó là cái sao Kình Dương và cái sao Đà La. Chính vì vậy mà cái sao lộc tồn này nó luôn có cái tính chất là họ có cái rất là cô độc, vì luôn có hai cái ngôi sao này nó đứng kế bên. Khi mà nó thủ mệnh thì cái bản thân thường dễ rơi vào cái hoàn cảnh cô độc một mình. Ngoài ra thì cái Kình Dương và Đà La này nó cũng có một cái ý nghĩa khác. Nó mang cái ý nghĩa là cái thử thách cam go, vất vả cho những ai xứng đáng vượt qua thì họ mới tiến tới được hưởng cái lộc tồn đó. Cho nên với những cái đặc tính trên á, thì rõ ràng cái sao lộc tồn nó thể hiện cái đặc trưng của một cái người may mắn, quyền tước, bộc lộ, phúc thọ. Cho nên các bạn có cái dấu hiệu này thì mình tin tưởng rằng một thời điểm nào đó các bạn sẽ có được. Và cái dấu hiệu mà mình muốn chia sẻ ở trên bàn tay này đó chính là cái dấu hiệu này. Các bạn cùng tham khảo. Đây các bạn, đây. Chúng ta hình tượng nó giống như là một cái mắt cá, một cái con cá như vậy. Cái về cái ý nghĩa của cái dấu hiệu này trên lòng bàn tay á, cho dù nó xuất hiện ở đâu nó cũng mang một cái ý rất tốt. Và đặc biệt là ở cái dưới gò thủ tinh này. Gò thủ tinh nó thuộc về cái vùng cung ly, nó chủ về cái quan lộc, quyền uy của một người. Mà cái con cá nó xuất hiện ở cái vị trí này thì nó cho thấy người đó có cái công lao hiển hách, một cái sứ mệnh và một cái công danh tài lộc nó cũng sẽ khác so với những người bình thường. Và cái về những người có dấu hiệu này thì rõ ràng về cái tính tình của họ thì đây là một người phải nói rất thông minh. Họ có một cái kiến thức rộng, có cái tài tổ chức sáng kiến và là một người rất đứng đắn. Đồng thời họ cũng là một người có tính nhân hậu và thích làm những cái việc từ thiện. Những người này thường là tính tình của họ rất là cẩn thận, chỉnh chu, có cái khả năng quản lý chi tiêu rất tốt, người biết dành dụm, và cũng nhờ cái đặc tính này mà tiền tài của họ sẽ càng có. Với cái đặc tính thuộc thổ thì chủ về cái sự ôn hòa, và người có mà cái sao lộc tồn thủ mệnh này chính là một người hòa nhã, điềm đạm, nhẹ nhàng, không mấy khi hấp tấp vội vàng cả, đôi khi trở thành một người nó hơi bị động một tí xíu. Thì đó là những cái đặc điểm mà cho thấy những cái ưu điểm của những người có cái sao lộc tồn. Tuy nhiên họ cũng có cái khuyết điểm chứ không phải là không có. Còn về cái con đường công danh sự nghiệp của những người có cái sao lộc tồn ở cung mệnh và có cái dấu hiệu này ở trên lòng bàn tay thì nó sẽ như thế nào? Thì cái sao lộc tồn nó chủ về cái phú quý, dư giả về tiền bạc, ý nghĩa về công danh nó cũng là một cái thứ yếu. Cho nên sự giàu có thường biểu hiện qua hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là họ có được cái tài sản đó từ cái di sản của tổ phụ họ để lại. Người có cái lộc tồn ở mệnh thì phúc bao giờ cũng thường được hưởng cái gia tài từ cái tổ phụ, từ nhiều đời nhiều kiếp,
thậm chí truyền đến ba đời sau. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa là họ cũng có thể có được cái khoản tiền nhờ cái người khác biếu xén quà tặng. Và cái sự biếu xén quà tặng ở đây nó mang một cái ý nghĩa tích cực. Nó thể hiện cái sự cái tâm của một người khi mà biếu xén, chứ không phải là mang một cái ý nghĩa nó tiêu cực. Cho nên cái lộc tồn chỉ có cái lộc ăn được người khác ban tặng, giúp đỡ và hỗ trợ. Lộc tồn mang nhiều ý nghĩa về cái tiền bạc của cải. Cho nên những người có sao lộc tồn này thì chúng ta sẽ biết được cái tài vận, cái tiền tài của họ sẽ không bao giờ thiếu. Còn về phúc họa và tai họa của những cái người có cái dấu hiệu như thế này thì chúng ta cũng biết được rằng là cái phúc nó cũng sẽ đi kèm với cái họa. Cái họa nó cũng, trong đó nó cũng ẩn chứa những cái phúc. Quan trọng là cái tâm thái, cái suy nghĩ và cái hành động của mình như thế nào. Và đương nhiên những người có cái lộc tồn này thì chắc chắn rằng họ sẽ là một cái người có thể nói có sự vinh hiển ở cái về sau, là những người rất là thích làm cái việc thiện. Đó là một trong những cái nguyên nhân nó sẽ giúp cho cái người đó càng có phúc thêm phúc. Và có một cái ý nghĩa hơn nữa, đó chính là chỉ có những người xứng đáng, các bạn hình nhớ rằng chỉ có những người xứng đáng mới có thể hưởng được cái lộc tồn đó. Và mình xin chia sẻ thêm với các bạn, đây là tướng tai của một chị mà có thể nói là chị là một người rất thích làm những cái việc từ thiện. Chị đã bỏ ra một cái số tiền rất lớn để mua đất xây chùa. Đây là một cái công đức rất lớn. Và cái số tiền đó mình cũng không tiện nói ra ở đây, bởi vì đây là một cái thông tin nó cá nhân. Và với cái lời chia sẻ này, mình cũng rất hy vọng rằng chị lưu ý và nhớ một điều rất là đơn giản để chúng ta ghi nhớ vào ở trong đó. Đó chính là chỉ những người xứng đáng mới có thể hưởng được đi tới cái lộc tồn đó. Có những cái khó khăn thử thách thì mong rằng chị có thể vượt qua được. Và chỉ khi nào vượt qua được đó, nó mới trở thành một người xứng đáng được hưởng cái lộc tồn vinh hoa phú quý ở về sau. Và cái sự thành công của chị hy vọng sau này nó cũng sẽ là một cái điều gì đó mà mình cảm thấy rất là vui. Và đó cũng chính là ý nghĩa mà mình muốn gửi tặng đến các bạn qua cái video này. Và các bạn hãy tin tưởng rằng với những cái dấu hiệu này mà nếu như mà các bạn có, thì chắc chắn các bạn sẽ là một cái người có cái sự lộc tồn đó. Và sự lộc tồn này nó sẽ thể hiện cho người đó có một sự tài chính dồi dào, có cái phước lộc song toàn, và chắc chắn cái hậu vận sẽ rất là tốt. Thì đó là những cái lời chia sẻ của mình, và mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Mình sẽ tiếp tục liên hệ với các bạn cũng như là xin cái thông tin để chia sẻ những cái tướng tài đó hay và bổ ích đến gửi gắm đến tất cả các bạn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.